Vâng, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bản nhớ đăng ký kênh. Hôm nay em lên clip số 9 về đồ nghề, anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề, chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, và đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship. Và anh chị mình nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn ha. Rồi, thì em xin đi vào chi tiết clip số 9 luôn. Đầu tiên mã số 1 là một combo gồm 3 đầu nhũ cộng. Cái này là hàng của hãng Engineer của Nhật Tenjian. Đây anh chị mình có thể thấy hàng chuẩn Nhật dùm em ha. Đó, Engineer. Thì có các đầu anh chị mình mở ốc là 4, 5, 5, 5 rưỡi, 6 ha. Gồm có 4 đầu, 4, 5, 5 rưỡi và 6 Make in Japan. Hàng của Engineer của Nhật ha. Hàng mới chưa xài. Đây anh chị mình có thể thấy những cái đầu nó chưa sử dụng này. Do để bãi thì lâu lâu nó có vài cái vết ố ở trên thân như thế này thôi ha. Còn lại là duy nguyên chưa xài, đằng sau có chữ Japan đây. Japan đây ha. Đó. Rồi thì chiều dài chiều rộng nó bằng nhau như chị em, Make in Japan này, chiều dài tầm khoảng là 8.3 xăng ha. Cây này thì bộ này gồm có 3 cây, anh chị mình chốt cho em mã số 1 giá là 80.000 ha, 3 cái mã số 1. Rồi em lên mã số 2. Em lên combo gồm có hai cây đục cơ khí ha, hai cây đục này là hàng nội địa Nhật. Cây đầu tiên là của Tremac này, chữ Z này, và cây thứ hai là hàng nội địa Nhật đấy ha. Có một cái logo khắc chìm này. Hàng thì xài lướt thôi còn đẹp nha chị em, có tróc mạ chút xíu nè, còn đầu thì không có bị cấn dập ha, đầu không bị cấn dập. Đây đầu anh chị mình thấy cái vết mà sức sức dọc dọc xuất xưởng vẫn còn nè. Chiều dài tầm khoảng là 15 xăng nha chị em. Thì để em đo đường kính luôn cho chị mình dễ hình dung. Cây nhỏ, cây lớn là đục khoảng 3 ly rưỡi nha chị em. Cây nhỏ thì đục khoảng là 2 ly. Là đục 3 ly và 2 ly ha. Combo này chị mình chốt cho em mã số 2 giá là 200. Đầu còn đẹp nha chị em, đầu còn đẹp nè. Đây, đầu còn đẹp ha. Không có bị cấn dập, vết phay xước chọc dập xuất xưởng vẫn còn nè. 3 ly và 2 ly chị, chốt cho em mã số 2 200. Em lên mã số 3. Số 3 gồm combo gồm có hai cái móc chữ D ha. Đây là phụ kiện chữ D để anh chị mình xài chung với lại đai hông giùm em nè. Nếu mà mình muốn sử dụng những cái móc thêm ở ngoài á thì anh chị mình xài cái chữ D là anh chị mình luồn vô cái phần đai hông này giùm em ha. Đai hông này bản rộng là 5 xăng này. Thì hàng này là hàng mới chưa sử dụng, khoảng Fuji Denko nguyên trong bịch như thế này. Chiều dài tầm khoảng là 7 xăng ha, rộng tầm khoảng là 3 rưỡi, và chỗ trong này là anh chị mình lòn vô cái phần đai hông được khoảng là 5 xăng này. Thì nếu mà hàng mới chị mình mua trong bịch như thế này ở trong tiệm, trong siêu thị nó tầm khoảng là 360. Còn cái này thì anh chị mình lấy combo hai cái có 100 nha, hàng mới chưa xài chuẩn Nhật. Mã số 3, giá là 100. Đây là cái phần tem siêu thị anh chị nè, hàng này hàng tồn kho siêu thị. Mã số 3 giá 100. Em lên mã số 4. Thì 4, 5, 6, 7, 8 ha. Đây là những lưỡi cắt kim cương, hàng mới chưa sử dụng của hãng Nikko. Đường kính thì nó tầm bằng bằng nhau hết, tầm khoảng là 10.5 xăng. Và mỗi cái lưỡi cắt này là hàng mới chưa xài anh chị ha. Anh chị mình đường kính thì nó cũng xem nhau hết, chỉ có khác nhau độ dày thôi. Anh chị mình có thể mình mua hết về mình để dành xài từ từ cũng được, tại vì hàng này ít gặp này. Lưỡi cắt Nikko giá mới nó tầm khoảng là 1,5 triệu đến 1,7 triệu một lưỡi ha. Đó, anh chị mình cứ tìm Corona này, Corona Nikko Diamond ha, lưỡi cắt kim cương của Nikko. Này, những cái răng là rất là bé nha chị em, cực kỳ sắc luôn. Đó, nếu mà anh chị mình xước tay qua ngang như thế này mà nhanh á, tốc độ nhanh một chút là đứt tay lên. Rồi cái này mã số 4 giùm em. Đường kính khoảng là 10.5, phần cốt ở giữa là mình sẽ xài cho máy cắt cầm tay ha, máy mài cầm tay, máy cắt cầm tay á. Rất là thông dụng trong gia đình, mình chỉ cần một cái máy nhỏ thôi. Độ dày chỗ này tầm khoảng là 1 xăng nha chị em. Và lưỡi này là hoàn toàn chưa sử dụng của Nikko. Lưỡi cắt kim cương nó sẽ rất là bén và cái tốc độ cắt nó nhanh, sử dụng được lâu, được nhiều lần hơn so với là lưỡi cắt kim hợp kim ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 4 giá là 150. Số 5. Số 5 cũng là một lưỡi cắt kim cương. Cây này là răng nhuyễn luôn ha, răng nó đều luôn như thế này. Và phần đường kính cây này là 10 xăng ha, cốt ở giữa là 2 xăng và độ dày cây này tầm khoảng là 1 ly này. Đây,
hàng cũng mới chưa sử dụng ha, lưỡi cắt kim cương. Thì những lưỡi cắt này anh chị mình dùng để mình cắt gạch bông, gạch men, hoặc là anh chị mình cắt bê tông ha, cắt gạch bông, gạch men, bê tông đó. Còn về mình có test cắt sắt này nào này kia thì anh chị mình tự test giùm em ha. Đặc biệt lưỡi này là anh chị mình xài rất là bền và tuổi thọ nó lâu. Rồi mã số 5 giá là 150. Số 6 cũng là một lưỡi cắt kim cương ha. Số 6 và số 7 thì nó giống nhau. Và số 6 thì nó mỏng hơn số 7 một chút xíu. Số 6 nó tầm khoảng là 1.4 ly, còn cái số 7 nó tầm khoảng là 1.6 ly ha. Đó, anh chị mình thích dày mỏng. Có những cái rãnh như thế này để anh chị mình thoát được cái mặt gạch, mặt bê tông nó bụi bay đó anh chị. Nó thoát ra cái tốc độ cắt nó nhanh hơn ha. Mã số 6. Cốt ở giữa là 2 xăng, đường kính là 10.5 và độ dày nó tầm khoảng là 1.4 nè, 1.4 ly. Hàng mới chưa xài ha. Mã số 6 giá là 150. Số 7 thì nó cũng cốt là 2 xăng, đường kính nó tầm khoảng là 10.5 và độ dày khoảng là 1.6 ly anh chị ha. Cũng hàng mới chưa xài. Anh chị mình cứ tìm giùm em là Disco Diamond ha, dòng này dòng S200 này, giá nó tầm khoảng 1.5 triệu một lưỡi. Tốc độ là 80 m trong giây, rất là nhanh ha, 15.000. Đó, hàng mới chưa xài. Mã số 7 giá 150. Rồi em lên mã số 8. Số 8 thì bắt đầu em lên một ít combo đầu búa cho anh chị mình về mình lên cán mình xài ha. Mã số 8 là combo gồm có hai đầu búa này là hàng mới chưa xài, về thì mình chưa đóng cán luôn, về mình tự lên cán ha. Búa này gọi là dùng để búa chấn, hoặc là anh chị mình gọi là búa chốt nêm á, chấn khi anh chị mình cần để mình chấn những cái mình cắt gạch granite á, gạch kim, gạch men thì mình sẽ xài những cái này như là cái chốt nêm vậy để mình tẻ gạch ha, mình cắt gạch. Hàng mới chưa xài anh chị ha, cái lớp keo còn nguyên nè. Đó, nguyên một combo như thế này. Thì combo cặp này nặng khoảng là 4 lạng ha, thì mỗi cây nó nặng tầm khoảng là 2 lạng, mình dùng để mình chấn, mình chặt gạch á. Chiều dài tầm khoảng là 12.2 xăng. Chỗ này ha, chỗ này đường kính đầu đóng anh chị mình chiều dài khoảng là 1.8 này, ngang chỗ này là khoảng 1.5 ha. Cây này cũng tương đương. Chiều dài khoảng là 12.5. Thì lưỡi chấn chỗ này tầm khoảng là 2.5 xăng ha, 2.6 xăng. Đó. Combo này anh chị mình chốt cho em mã số 8 giá là 130 ha, nặng là 800g. Nặng là 400g ha, về là anh chị mình lên là mình có hai cây búa chấn mình xài rồi. Hàng mới chưa xài và thép này là thép rốt phao gịt ha, thép rèn của Nhật nha anh chị. Rất là cứng cáp. Nghe cái tiếng của nó rất là đanh. Mã số 8 130. Rồi, số 9. Em lên một cái đầu búa này ha. Số này thì anh về anh chị mình gắn cái cán ống tuyếp vô, ống bằng gỗ, hoặc là anh chị mình gắn cái tuyếp sắt nó hình oval này vô xài cũng được này. Đó, hàng mới chưa sử dụng, đầu gì đó láng o ha. Búa này thì mình dùng để mình đóng này, đầu này thì mình dùng để mình chấn này ha. Mình chấn hoặc là mình có chặt cái gì đó thì cái đầu này ha. Chiều dài cây búa là khoảng là 10 xăng ha, đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.8. Rồi thì cái đầu chấn này tầm khoảng là 3.8 xăng. Cân nặng là khoảng 450g chị ha. Mình lên cán nó khoảng là 5 lạng rưỡi á. Rồi chốt cho em mã số 9 giá là 120. Em lên mã số 10. Số 10 combo gồm có hai đầu búa như thế này, cũng hàng mới chưa sử dụng, về mình lên cán mình xài ha. Đấy, hai đầu búa chưa xài. Đây là hình chữ nhật ha. Đây là cũng hình kiểu như hình chữ nhật, nó bo tròn như thế này. Rồi mã số 10 ha, 150. Đây. Về mình lên cán ha, anh chị mình thấy họ đã đóng số này. Thép này là thép rèn nên là anh chị mình xài đó. Thép cứng nó không có bị tè đầu không? Xài đúng lực anh chị em, nặng là 5 lạng ha. Combo hai cây này là 5 lạng. Chiều dài tầm khoảng là 7.5 xăng. Chỗ này đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.3 ha. Rồi cây này thì dài tầm khoảng là 10.5. Chỗ này tầm khoảng là 2 xăng. Đầu này thì tầm khoảng là 1.7. Chỗ này tầm khoảng là 6 ly nha chị em. Rồi, bộ này chị mình chốt cho em mã số 10 giá là 150. Combo hai đầu búa Nhật chưa xài. Em lên mã số 11. 11 là combo gồm ba đầu búa chưa xài ha. Cái này mình về mình lên cán là anh chị mình có một cây, có một số cây búa Nhật mình xài rồi, ngon lành. Mã số 11. Bộ này gồm có 3 đầu. Thì chắc em cân nặng từng đầu luôn ha. Đầu tiên là cây này nặng khoảng là 240g ha, 240g. Thì đầu này nhìn rất là lạ anh chị ha. Đầu này thì nó ngang này, còn đầu này là đầu dọc ha. Và đều là gọi là búa chấn hết ha. Mình dùng để mình chốt nêm á. Đây, lá ngon. K
Cái này là hai nãy là 240g ha, 240g. Chiều dài tầm khoảng là 13 cm và đầu chấn, cái đầu chặt này ở tầm khoảng là 18 ly. Rồi cây thứ hai là cây này anh chị ha. Đây. Đầu này đầu hình kiểu như hình thang ha, hình thang cân. Đó, đầu này thì anh chị mình thấy nó vát nhọn này. Đó, nó vát nhọn như thế này. Chiều dài tầm khoảng là 13.3 cm ha. Chỗ này thì tầm khoảng là 2.3 cm này. Thì những cây này anh chị mình sưu tầm cũng được ha, hình dáng nó rất là lạ. Về thì cái này nó chỉ ố thôi nha anh chị ha. Về anh chị mình lấy đánh bóng, lấy máy đánh bóng, anh chị mình đánh bóng thêm mà nó sáng hơn chứ không có bị nhăm rỉ thép đâu. Mặt chỗ này thì khoảng là 1.5 cm và cân nặng là 3 lạng anh chị ha. 3 lạng, cây này là 3 lạng. Rồi còn cây cuối, cây này thì mình vô cái cán để mình xài ha. Đầu cũng zin nguyên, lớp keo còn zin nguyên chưa xài này. Đó. Đây đầu dưới là đầu nhọn ha, mình dùng để mình lấy dấu lấy điểm cũng được. Chiều dài tầm khoảng là 14 cm. Chỗ này thì tầm khoảng là 2.1 cm ha. Cân nặng khoảng 320g nên chị ăn. Rồi combo này anh chị mình chốt giùm em mã số 11 giá là 220. Em lên mã 12 cũng 220 luôn. Combo này cũng gồm có 3 đầu ha, mã 12. Đó, cây này thì đầu này với đầu này thì nó giống hồi nãy này anh chị nè. Đây. Cái này thì mình về mình spa mình đánh bóng thôi chị, nó chỉ là hơi ố thôi chứ không có bị gì ha. Logo khắc chìm này. Đây, logo khắc chìm ha. Rồi. Cây này thì em sẽ. Đây cây này thì những cây này là anh chị mình về xài rất là bền ha. Hai đầu là hình thang cân này anh chị, hai đầu hình thang cân ha. Dáng rất là lạ luôn. Thì nó cũng tương đương nhau hết trơn anh chị ăn, nó tầm tất cả là nó dùng tương đương giống nhau hết. Rồi cái này chốt cho em mã số 12 220. Em lên mã 13. Là một cây 13 là combo gồm có 3 đầu búa ha, 13. Đầu búa hình oval. Búa này thì anh chị mình về mình lên cán là đẹp mà, 13. Tất cả là của hãng Suza Sesakuso của Nhật anh chị ăn. Thì anh chị mình có muốn tìm hiểu thêm thông tin thì em sẽ gửi thêm hình ảnh cho anh chị mình về những cây búa này ha, về những cái dáng búa mà em bán hôm nay. Cái này thì cái dáng của nó giống như lượn sóng anh chị, nước sơn màu ngoài ha. Đây logo khắc chìm này, 3 cây, combo này gồm có 3 đầu búa ha. Đây có logo này anh chị. Đó, đây ha, đây có số nè. Rất là nặng anh chị ha. Chị đầu lớn nhất là nặng khoảng 820g này. Búa này rất là nặng, về anh chị mình có xài cái cân nặng mà cái trọng lượng tầm khoảng 820g lên cán thì nó tầm khoảng là khoảng 1 kg thì anh chị mình xài cây này ha. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 10.5, đường kính nó là hình tròn anh chị, thì nó tầm khoảng là 4 cm ha, đường kính khoảng 4 cm. Cây này nặng là 820g này. Rồi tiếp theo cây này thì dài tầm khoảng là 8.7 cm. Chỗ này đường kính khoảng là 2.8 ha. Thì đầu búa này nặng khoảng là 360g anh chị ạ, 360g. Rồi, size này là size nhỏ này. Tiếp theo đầu số 3. Một đầu bằng và một đầu lồi anh chị ạ, tất cả đều là một đầu bằng và một đầu lồi hết. Chiều dài khoảng là 8.1. Chỗ này là oval nè, nó tầm khoảng là 2.5 này. Rồi thì đầu búa cuối cùng này nặng khoảng là 300g. Anh chị mình chốt giùm em này, combo này gồm có 3 đầu. Về là anh chị mình có thể lên giống như một bộ sưu tập ha. Cái dáng búa nó giống nhau, size to nhỏ, từ to đến nhỏ. Mã số 13 giá là 400. Em lên mã 14. 14 là một cái cây búa mạ kháng rỉ ha. Cây này là búa đinh. Anh chị mình xài trong những trường hợp búa mạ thì mình xài trong những trường hợp mình đi tàu biển này, hoặc là tàu cá này, hoặc là trong môi trường mà có cái tính kiềm hoặc là axit á, thì mình xài nó sẽ đỡ rỉ hơn ha. Thì cái dáng cán như thế này nha anh chị ha. Về anh chị mình có thể mình quấn dây thừng, dây vải, hoặc là anh chị mình lấy rột xe đó, anh chị mình ốp vô rồi mình cầm cho nó chắc. Cán này cực kỳ dài. Đây là có rãnh chống trượt cho anh chị ha. Rãnh chống trượt này. Này. Của hãng Suza Sesakuso của Nhật nha anh chị. Đầu chưa xài. Đây. Thì cán không á, dài tầm khoảng là 32 cm này. Chiều dài phần đầu búa tầm khoảng là 11.5, đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.5 ha. Rồi em sẽ cân nặng. Cây búa này nặng là khoảng 420g nha chị ạ, 420g. Búa mạ kháng rỉ.
của hãng Susa Seisa Kusho của Nhật, chốt cho em mã số là 14, giá là 108. Em lên mã 15. 15 là một cây búa đinh của hãng Susa Seisa Kusho của Nhật luôn ha. Cây này thì hàng chưa có xài mà do để chung với lô búa nó hơi có bị cấn cấn, nó bị rách cái vỏ nhựa chỗ này anh chị. Đó, ở trong nó là một cái cán bằng thép từ trên xuống dưới luôn ha. Đây, phần cán tay cầm. Tem nhãn lên chị ăn. Đây, Seisa Susa Seisa Kusho của Nhật ha. Seisa Kusho của Nhật nè. Đó, tem nhãn đầy đủ ha. Đây là cây búa đinh. Đầu này nhổ đinh còn zin, chưa bị cấn nhật anh chị ăn. Cây này là hàng chưa xài. Đây, nhưng mà họ có làm một cái vết xước như thế này ha, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, anh chị mình cứ xài bình thường thôi. Cái phần này họ đã đổ rất là cứng rồi, đổ cả phần thép cho nó chốt cứng luôn này. Đây là phần đầu rị, nhổ đầu đóng đinh có những cái rãnh chống trượt anh chị ăn, rãnh chống trượt. Chiều dài là tầm khoảng là 32 cm. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 10.5 ha. Chỗ này đầu đóng thì tầm khoảng là 2.3 này. Cân nặng cây búa nhổ đinh này của Susa là khoảng 640 g. Anh chị mình chốt giùm em mã số 15, giá là 160 ha. Em lên mã 16. 16 là một cây búa hàng mới chưa xài, cũng của hãng Susa luôn. Đây anh chị mình thấy đầu bên này là đầu bằng này. Đầu bên này đầu bằng ha, chưa sử dụng ha, không có dấu cấn dập gì hết, lớp sơn màu đen còn. Đây là đầu lồi ha, hai đầu nó hình oval như thế này. Phần cán còn liền lạc chắc chắn, chưa xài nha anh chị, chưa xài ha. Cái này về mình sưu tầm cũng được. Chiều dài là khoảng 25.5 cm. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 7.5 ha. Chỗ này oval ha, nó tầm khoảng là 2.2 cm này. Rồi em sẽ cân nặng một cây búa mới chưa xài, đầu bằng và đầu lồi của hãng Susa. Cân nặng là khoảng 380 g. Anh chị mình chốt cho em mã số 16, giá là 200 ha. Em lên mã 17. 17 đây là một cây búa mạ kháng rỉ luôn. Cái cán nó ngắn ngắn, anh chị mình có làm ở trong những gốc kẹp ấy. Thì hôm qua em có bán một cây ha. Một cây hôm qua là đầu, hai đầu nó hình chữ nhật luôn. Thì hôm nay là có một cây còn là một cặp đấy anh chị. Mà hôm qua em lên sót còn cây này ha. Búa mạ kháng rỉ của hãng Susa. Chốt nem chắc chắn, zin nguyên đầu, chưa sử dụng ha. Về mình có thể mình lấy máy đánh bóng và mình đánh bóng là nó sẽ bóng cái phần lớp mạ kháng rỉ này. Đó, cán là dày dặn chắc chắn. Ở trong đó là phần cán bằng thép và bên ngoài bọc bằng nhựa nha chị ha. Rất là dày này. Nó có độ lúng ha, độ có lúng. Chiều dài cán búa là khoảng 16.5. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 10 cm ha. Đây, chỗ này tầm khoảng là 2 cm này. Đường kính đầu đóng chỗ này tầm khoảng là 19 ha. Rồi cân nặng cây búa mã số 17. Cân nặng là khoảng 330 g anh chị nha. Chốt giùm em mã số là 17, giá là 200 250. 17 250 một cây búa mạ kháng rỉ của hãng Susa. Búa lùn. Em lên mã số 18. 18 là một cái ma ní ha. 18 ma ní này anh chị mình xài, mình nối những cọng dây xích lại với nhau, hoặc là mình có, khi mà mình có đi xe vô vùng lầy, sình lầy đó, thì anh chị mình có thể mình sử dụng cái ma ní này để mình nối những cọng dây xích lại, mình kéo hoặc là mình khóa những cái cửa xe tải hoặc là xe container được ha. Và ma ní là ma ní inox khung rỉ của hãng MM của Nhật anh chị ạ. FLNL4.12KN ha, hãng MM của Nhật nè. Ma ní. Chỗ này là dài khoảng là 7 cm anh chị em, và ngang anh chị mình tầm khoảng là 2.5, là em đo cái ở trong này mình có thể mình bỏ những cái đồ vô ha, dây xích á, dây xích những cái chồng nó vô là khoảng đường kính là khoảng 2 cm đổ lại này, tại vì cái trong lòng là 2.5 cm này ha. Rồi mình có thể mình xoay ra để mình bỏ dây xích vô trong như thế này. Nó này là bằng inox khung rỉ anh chị em, nên là nó xài nó rất là ngon và không có sợ. Nếu mà anh chị mình đi tàu biển á, mình xài những cây inox này nó đỡ bền hơn ha, nó đỡ bị muối ăn mòn hơn. Cái này cũng rất là dày nên là anh chị mình xài nó lực hơn. Những cái cuộn dây xích hoặc là dây thừng mà anh chị mình đi biển cũng được ha. Đường kính khoảng là 11 anh chị em. Đường kính tầm khoảng là 11 hơn ha. 11 hơn nè. 1.1 cm. Rồi chốt giùm em. Cân nặng ha. Cân nặng cây này tầm khoảng là 200 g anh chị. 200 g, mã số 18, 80 ngàn. Em lên mã 19. Này em xót một cái à. Nên là 19 là một cây dao để anh chị mình rọc giấy, hoặc là mình
ghép cành, gọt cành bonsai cũng được. Âu pha của Nhật ha, Japan này. Chốt bằng đồng, Japan, make in Japan không rỉ nha anh chị ha. Rồi, đây là phần lưỡi nha anh chị ha. Lưỡi jean này, láng o ha. Vát theo kiểu 73 ha, tay trái tay phải đều xài được. Chiều dài cây dao độc giấy này của hãng Alpha là khoảng 11.5 cm, chốt cho em mã số 19, giá là 150. Em lên mã 20. 20 là một cây mỏ lết lùn ha, cây này là của hãng Top Nhật Bản. Cây này thì 20, 21, 22 là anh chị mình xài bên điện lạnh nhiều. Đây, 20 là một cây mỏ lết của Top, ngàm để xài bên điện lạnh ha. Khi leo cao thì những cây này thiết kế giảm trọng lượng này. Cây này thì còn đẹp nha anh chị ha. Chiều dài là khoảng hơn 15 cm và ngàm mở sẵn là tầm khoảng 6 ly ha. Anh chị mình mở lớn nhất nó tầm khoảng là 36 được chị ha, 36, ngàm là giống như UM 36 á. Đây. Có chóc mạ chút thôi chị em, nó có hơi có đen đen thế này thôi chứ không có bị nhăm rỉ hết á, ngàm nó còn zin, nó còn thẳng, không có bị cấn dập mặt. Vậy cấn dập đầu này. Đây, cái này thì nó có một cái vết nhỏ nhỏ chỗ này thôi ha, không có bị gì nhiều. Đó, cái này thì còn đẹp nha. Rồi cái này chốt cho em mã số là 20, giá là 250 ha. 20, 250 một cây mỏ lết, mở từ 6 đến 36 ha, của hãng Top Nhật Bản, dành cho anh chị mình bên điện lạnh xài nhiều những cây mỏ lết lùn này. Mã 20, 250. 21, cây này của hãng Lobster UM, cũng là thiết kế giảm trọng lượng cho anh chị mình xài bên điện lạnh. Cây này thì ngàm mở sẽ to nhất là 3 cm anh chị ha, UM 30 Japan Lobster của Nhật, chiều dài là khoảng 20 cm ha. Đây, từ 0 đến 30 Lobster UM 30 anh chị ha. Ngàm hồi nãy thì khít rồi ha. Đây, anh chị mình thấy ngàm nó khít này, hàm xà lướt nhưng mà nó còn khít đẹp ha. Đó, này không chín dơ gì này. À, cái này có chóc mạ chút xíu, có một cái chấm chóc mạ anh chị ha, chứ còn ngàm nó khít nè. Rồi bây giờ em sẽ mở cho anh chị mình xem cái ngàm bên trong. Ngàm mở hồi nãy là 3 cm rồi. Đây. Đó, nó chỉ hơi có sử dụng lướt bên ngoài chút xíu thôi, còn bên trong là đẹp anh chị ha, không có bị chóc mạ gì hết bên trong. Mã số 21, 207. 22 là một cây mỏ lết của Top ha. Cây này ngàm mở là HI36, tương đương với 36 ly của hãng Top Japan, thiết kế giảm trọng lượng. Đây anh chị mình thấy cây này thì cũng còn rất là đẹp ha, không có bị dập mỏ gì nhiều, ngàm còn thẳng tắp này. Đó, ngon lành. Đây ha, chiều dài cây mỏ lết Top HI36, ngàm mở 36 ly, dài khoảng là 24 cm. Rồi chốt giùm em cây này mã số là 22 ha, 22 300. Cây này thì rất là đẹp ha, cây này rất là đẹp luôn. 22 300 nha anh chị, ngàm mở từ 8 đến 36 ly này. Em lên mã số 23. 23 là một cây kìm điện của hãng Mary ha. 23 thì nếu mà anh chị mình có mua kìm Nhật thì anh chị mình biết rồi, Mary với lại Victor là hai hãng này xài kìm rất là bền ha. Có logo khắc chìm nội địa Nhật nè, dòng này là nội địa Nhật ha, No 1050. Cây này còn khá mới, zin ha, Japan Mary. Đây anh chị mình thấy ngàm cái này là xứng đáng mình sưu tầm nhưng chị ăn, cái này dính keo thôi ha, dính keo thôi. Đó, ngàm quá đẹp luôn ha, lớp ram đen còn duy nguyên đây ha, răng là tăm tắp luôn anh chị. Đây, đây là phần răng dưới này, anh chị mình thấy vết xay phay sọc dọc 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 xuất xưởng còn duy ha. Cái này thì bén nha anh chị, không có sợ nó bị gì đâu, ngon lành này. Đó, ok ha, kìm điện cái này xài ngon này. Chiều dài cái kìm Mary nội địa Nhật này là khoảng 19 cm hơn ha. Chốt cho em mã số 23 208. Cái này sưu tầm cũng được anh chị. 24, em lên một bộ cờ lê miệng. Cái này thì đầu còn đẹp thẳng, gần như là chưa xài anh chị ha. Đây, anh chị mình thấy đầu thẳng nguyên này. Và cái này là của hãng Sanki Nhật Bản ha. Sanki Nhật Bản, đầu còn zin nguyên đây ha. 5.57 này. Đây, đầu là thẳng tắp nha anh chị. Sanki logo Zozic nội địa Nhật ha, 150. Chiều dài cây nhỏ nhất là có size 5.5 đến 7 ha, và chiều dài cây này tầm khoảng là 10 cm. Cây lớn nhất là như là thép
Cây dài nhất là khoảng là 22.5 cm anh chị ăn. Bộ này gồm có 2, 4, 6 cây của hãng Sanki của Nhật ha. Rất là mới luôn. Xài những cây này thì anh chị mình yên tâm, không có sợ nó xòe với dập chưa. Nhưng mà anh chị mình xài dùm em là đúng lực ha, đừng có xài sai lực. 22, 24 ha. Đặc biệt là cái này em thấy nó rất là dày luôn, cái mình nó rất là dày luôn ha. 22, 24 mới luôn. 17, 19, 14, 12 thép rèn ha, rốt phong hiệp bộ này quá đẹp ha. 13, 11, 8, 10 và 5,5, 7 nhân chị ăn, gồm có 6 cây. Gần như là chưa xài luôn đấy chị. 2, 4, 6 cây. Rồi chốt giùm em mã số là 24, giá là 350 ha. Em lên mã 25. 25 là một cây. Cây này chắc là anh chị mình xài ở, không biết là bên điện hay là bên gỗ này, thợ mộc hay gì, mà nó có những cái răng như thế này. Và cái này là có rèn nên chị ăn. Anh chị mình thấy họ ghép bằng hai lớp thép này. Ở dưới là lớp ốp, ở trên là cái phần mà thép làm lưỡi, những cái răng cưa này anh chị. Đó. Răng này là răng hợp kim nên chị ăn. Rất là bén luôn, bén lẹm luôn. 2, 4, 6, 8, 10 răng ha. Cái này không biết là mình có làm bên bên cơ khí hay là mình xài bên cơ khí để mình vẽ những cái hoa văn, hay là mình làm bên mộc mà mình vẽ những hoa văn đó. Và tại hàng này là hàng của BB Swiss Make Thụy Sĩ ha. Phần cán này nó còn zin nguyên này. BB ha, 1200 trên 110 ha. Cán rất là dày dặn, cầm này anh chị mình tay to. Đây. Dưới này là gồm có 10 răng anh chị. Hai lớp thép này, lớp trên là phần lưỡi để làm răng này, phần dưới là phần ốp ha. Mạ bên ngoài màu vàng anh chị ăn. Cây này thì nó có hít 500 ha, nó có hít 500 bằng thép ha, không phải bằng inox. Và inox thì anh chị mình làm những cái răng này nó sẽ không có bén và giữ cạnh tốt đâu. Chiều dài, chiều dài chỗ tới đây là khoảng 6.5 và dài tổng thể là khoảng 17.5 cm ha. Bản rộng để anh chị mình, cái lưỡi này chắc để mình vẽ những cái răng, vẽ những cái đường mà đường thẳng đó, hoặc là mình vẽ lượn sóng này anh chị này. Chắc vẽ sóng biển đó, hoặc là vẽ những cái đường lượn lượn mà nó đều nhau này. Thì chỗ này là những cái lưỡi sử dụng là tầm khoảng là 1 xăng anh chị ăn, 1 xăng đều hết luôn. Rồi, thì mỗi răng nó cách nhau đều là 1 ly hết ha. Mã 25, giá là 300. Hàng của Thụy Sĩ nha chị ăn, răng còn đẹp. Em lên mã 26. 26 là một cây khóa tự động 4 số của hãng Sanki ha, Sanki của Nhật. Make in Japan này. Cây này thì răng còn đều, còn đẹp cho anh chị mình xài ha. Đây anh chị mình thấy những cái răng này. Răng này rất là đều và mới, không có sợ nó bị lờn răng ha. Rồi ngược lại. Rồi, đây là đầu số 10 anh chị ha. Đây là đầu số 10 và số 8. Rồi. Cái này nó có dính dơ chút thôi. Bên này là số 12 và số 13 ha. Ngon lành anh chị. Thì ở trong lòng thì mình có thời gian về mình spa ha, mình lấy những cái chỗ đồng nhỏ mình xen kẽ vô rồi mình vệ sinh qua giùm em. Cây này thì còn đẹp này, răng gì là nó còn bén, nó không có sợ nó bị lờn đâu. Chiều dài là khoảng 16.5 cm. Sanki ha, Sanki của Nhật, mã số là 26, giá 350. Một cây khóa tự động 4 số. Em lên mã số 27 ha. 26, 27. 27 là một cây tô vít chỉnh lực của hãng là Tonichi của Nhật, Tokyo Japan đây ha. Cái này thì anh chị mình vặn những cái lực từ 10 đến từ 1 đến 6 kg F nhân cm giùm em ha. Thì khi mà nào mà mình xài những cây tô vít chỉnh lực như thế này là khi anh chị mình xài những cho vặn những con ốc ở trong thiết bị máy móc mắc tiền như là máy ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là những máy móc nhỏ nhỏ phòng lab, phòng thí nghiệm, hoặc là những máy mắc tiền đó, thì mình sẽ xài để vặn những con ốc cho nó đúng lực ha. Và sử dụng chung với đầu ốc là 6.35 ly giùm em. Lực anh chị mình xài ở đây nó tầm khoảng 1 đến 6 kg F nhân cm ha. Và cây này thì khóa lực cực kỳ chắc. Đây là em sẽ mở lực cho anh chị và em sẽ xoay ha. Đây là mở ra mới xoay được anh chị ha. Cái mức nhỏ nhất đó là 1 ha, 1 kg F nhân cm. Giờ em sẽ xoay thêm cái mức 2. Và anh chị mình sử dụng chung với đây đầu tô vít, các loại tô vít 6.35 ly giùm em ha. Rồi bây giờ em sẽ khóa lực lại này. Đây, khóa lực lại chốt chắc như này. Thì anh chị mình sẽ không có xoay được cái đầu này nữa. Chỗ này là mình xoay lực mà mình không có xoay được này. Đó, nó cứng chắc ngay chỗ mà lực là 2 kg F trên cm này. Tonichi của Nhật ha, 6RTD. Đó. Đây.
đầu nó gắn những cái tô vít 6.35 đi giùm em. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn một cái đầu vô để em xoay lên chị mình xem á. Thì em sẽ bỏ cho anh chị một cái đầu tô vít ha, đây em sẽ bỏ cho anh chị một cái đầu tô vít khác bỏ vô kèm theo. Còn bây giờ em chưa tìm được thì em vặn bằng cái lục giác này ha. Đây anh chị mình thấy này, và cái này thì khi anh chị mình xài thì nó sẽ trượt lực ha, khi mà quá lực thì nó sẽ trượt, nó không có nhảy ngược lại anh chị em, nó sẽ trượt tới những cái nấc mới luôn chứ nó không có nhảy ngược lại ha. Đó, nó sẽ trượt những cái nấc mới luôn, không có nhảy ngược lại. Đối với dòng mà cái phần cán nó màu trắng, màu be màu trắng á thì nó sẽ nhảy ngược lại, còn đối với dòng mà cái sơn màu vàng mạ vàng như thế này thì nó không có nhảy ngược lại anh chị em, nó sẽ trượt tới luôn. Nhảy lực con lành nha. Và khóa lực hồi nãy anh chị mình thấy được, khóa rất là chắc, không có sợ này. Rồi bây giờ em sẽ mở ra và anh chị mình thấy em mới quay được cái đầu này. Đó, ok ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 10.5 cm và có tem của Tonichi ok xuất xưởng này. Đó. Rồi chốt cho em mã số 27 giá 350. Em lên mã 28. 28 là một cây tô vít đóng ha. Tô vít này là tô vít đóng, đầu là BH3. Hàng của Vetsell. Cây này hàng cái đầu nó còn đẹp nha chị. Đầu nó còn zin đẹp nè, thẳng tắp không có bị kính dập ha. Thì cây này do để bản hơi có ố tróc mạ lên chút xíu thôi, chứ còn ngàm răng là đều chưa có bị cấn dập mẹ hay là bị mài lại nha chị ha. Cái lớp ram đen bên này còn nguyên này, zin ha. Đầu là BH3 của Vetsell giùm em nè. Đây có chữ Vetsell ở trên khúc này nha chị, Vetsell đây ha. Nó hơi có chảy chút do để nó cấn với nhau thôi chứ còn không vấn đề gì hết á. Đầu là chưa có dấu đóng vào luôn nè. Chiều dài cây này tầm khoảng là 28 cm, một cây tô vít đóng BH3. Cây này anh chị mình có mở ốc ở trên xe tải, những cái xe mà để lâu nó hơi có bị ố, bị dính nước, nó hơi có bị rỉ á, thì đóng nó không ra thì mình xài cái này mình đóng lên đây ha. Rồi mã số 28 170. Em lên mã 29. 29 là một cây tô vít đóng, cây này gần như là chưa xài, đầu còn mới tinh nè, láng o không có vít đóng nào. Hàng của Vetsell ha, cây này là tô vít đóng và nó có xoay anh chị em. Khi mà anh chị mình xài cái đầu búa mình đóng lên đây thì ở dưới cái chỗ này nó sẽ xoay quanh cái trục này ha, nó sẽ quay quanh cái trục này cho ban. Đầu là BH2 anh chị em, đầu BH2 thích hợp cho anh chị mình sửa những xe ô tô, ở xe ô tô hoặc là xe máy nè, đầu BH2 ha. Đóng có xoay ha. Chiều dài cây này là 21.5 cm. Cây này thì gần như là chưa có xài anh chị em, chưa có dấu đóng gì hết. Đầu nó có zin nguyên này. Đó. Rồi mã số 29, một cây tô vít đóng có xoay của Vetsell Nhật Bản, 1.8 ha. Em lên mã số 30. 30 là một cặp lục giác chơi hoa bị, hoa thị. Mã số 30. Hàng mới chưa xài của BB Switchmax, nếu mà anh chị nào mà mình cần sử dụng dòng mà lục giác hoa thị, dòng T6 này của Thụy Sĩ thì anh chị mình sẽ mua cái dòng này của Thụy Sĩ xài cho nó cứng ha. Những đầu này họ đã rèn gia công cường lực rồi nè, nên là anh chị mình xài nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cứng, nó không có bị tè đầu dập những cái cạnh này đâu ha. Thì đây là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị em. Đầu T6 giùm em, đầu T6 của Thụy Sĩ giùm em nè, Switchmax hàng mới chưa sử dụng. Thì cặp này mã 30 giá 80.000 ha. Anh chị mình mua lại lẻ nó cũng tầm khoảng 200 mấy một cây rồi. Chiều dài tầm khoảng là 12.5 cm. Thì đây là hàng chưa xài, mã số 30 80.000. Em lên mã số 31. 31 là một cây kìm này của Mỹ nha anh chị. Kìm này của Mỹ ha, cái mực nó là laser nó mờ mờ rồi. Mực laser nó mờ mờ nằm đây anh chị này. Ngàm thì có xà lướt cho anh chị ha. Nhưng mà cái ngàm thì nó còn đẹp. Đây. Cái này thì không biết kẹp cái gì nhưng mà gặp rất là nhiều kìm mà dạng cái mỏ như thế này. Này ha. Không có bị rỉ nha, không có bị rỉ gì hết. Có xài ha, có xài lướt rồi. Chỗ này thì nó có bị rách cái phần vỏ nha anh chị. Một cây kìm kẹp của Mỹ. Dòng là dòng mỏ này ha, nên là anh chị nào mà mình có hay sử dụng cái mỏ này thì anh chị mình mua cái này về mình xài. Hàng của Mỹ kẹp chắc chắn, không có rơ lắc gì hết, ngon lành. Có phần vỏ đây nó rách đây miếng, về mình có thể mình đổ keo. Phần lưỡi sử dụng kẹp tầm khoảng là 3.5 và dài tổng thể là 20 cm. Chốt giùm em mã số 31 ha. Mã 31.
giá là 180 nha chị ha. Em lên mã 32. 32 là một cây kìm nhọn. Cây này hàng của hãng Sanki, cây này dòng nội địa Nhật, thép alloy cứng cáp này. Logo chị mình thấy khắc chìm rất là sâu ha, chữ rất là rõ ràng. Rồi, cây này thì còn đẹp anh chị ăn không hở sáng. Cán cũng còn liền lạc nè. Một cây kìm nhọn của Sanki. Răng này ha. Đây phần răng cũng rất là đều nè. Cây này răng đều anh chị ăn, cây này răng đều nè. Ok ha. Sanki kìm nhọn. Phần cán còn liền lạc anh chị ăn. Đây nó hơi chảy chảy chút xíu chỗ này. Chiều dài tầm khoảng là 16 ha. 16 xăng, chốt cho em mã số là 32, giá là 130, một cây kìm nhọn của hãng Sanki có logo Sojic nội địa Nhật nè, mã 32 130. Em lên mã số 33. 33 là một cây kìm đa năng của Đức ha. 33 cây này thì rất là đa năng, mình gọi là kìm cân bằng cái gì đó. Đây là một cái đầu nhọn để anh chị mình lấy dấu này, hoặc là anh chị mình thấy một đầu để anh chị mình giống như một cây tô vít trừ ha. Phần cán cây này thì còn rất là đẹp, không có bị cấn dập gì hết. Phần cán còn liền lạc. Chỗ này thì anh chị mình dùng để mình cắt cái gì này, cắt bấm cái gì, có những cái răng cưa này. Mạ còn chrome còn rất là đẹp anh chị em, mạ láng o luôn. Đầu búa gì là còn ngon lành, không có bị cấn dập này. Kìm này gọi là kìm đa năng ha. Mà không biết là cái này cân bằng lại làm cái gì này. Đó. Nhìn rất là lạ nhưng mà được cái là da dẻ rất là láng, còn khá mới. Đây là có đầu trên nó nhỏ nhọn này. Haweka của Đức nha anh chị em. Kìm, một cây kìm đa năng Haweka của Đức. Cây này độ mới khá cao ha, nó cũng tầm khoảng là 85-90%. Đầu đẹp không cấn dập. Chiều dài cây này tầm khoảng là 24.5 cm. À tính 24 thôi. Cái này chốt cho em mã số là 33, một cây kìm đa năng của Đức. Da dẻ lá ngon. Mã số là 33, 450. 440 nha chị ha. Em lên mã số 34. 34 là một cây kìm bấm ha. Cây này hàng của Virip Mỹ và dòng này dòng là 7WR Virip anh chị USA ha. Đó. Cây này thì da dẻ cũng còn đẹp, ngàm thì có xà lướt nha chị ha, da dẻ thì còn láng này. Dòng này dòng 7WR, anh chị mình có thể tìm dùm em là Virip 7WR ha. Size này tầm khoảng 18 cm. Đây 18 cm ha. Lò xo hoạt động ok. Cái này thì về mình bỏ thêm miếng dầu vô giùm em ha, chứ không có bị gì hết á. Nãy em chưa xoay trước khi lên clip ha, em chưa bỏ dầu vô nó hơi cách thôi ha. Chứ còn da dẻ cái này thì còn đẹp. Phần lò xo bằng nhôm này anh chị. Đó ha. Rồi. Cái này thì cái ngàm ở đây nó có hơi có bị một cái dấu cắn nhỏ chỗ này anh chị ha. Đó, hàng mình có xà lướt có dấu cắn nhỏ chỗ này. Rồi mặt bên trong. Đây, phần răng ha. Răng zin chưa có mài dũa lại nha chị em. Răng tất cả là răng zin hết. Và cây này có xà lướt. Nó có răng, có một cái răng này nó hơi tà chút này. Còn lại là ngon lành. Đó, kìm kẹp. Phần trên thì ngon lành nha chị em. Kìm Virip của Mỹ 7WR. Cây này thì mặt ngoài đẹp, ngàm thì có xà lướt chút xíu. Mã số 34, giá là 550. Em lên mã 35. 35 là một cây mỏ lết thép đen của hãng Tốt ha. Cây này là size chắc khoảng 15 cm, ngàm mỡ là 24 ly này, 15 cm ha. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà ít gặp nha anh chị. Đo ra thì nó tầm khoảng là 16.4 cm nha anh chị ăn. Thép là CRV này, 15 cm, ngàm mỡ 24 ly của hãng Tốt thép đen. Thì cây này xài lướt thôi, còn đẹp nha anh chị. Ngàm xài lướt thôi còn đẹp này, còn cũng còn rất là thẳng đẹp. Size 15 mà anh chị mình tìm cây này ít gặp, thường thường nó sẽ tầm khoảng size 20, 25, 30 thì gặp nhiều hơn ha. Dòng thép đen xài rất là cứng cáp. Nhỏ nhỏ nhưng mà ít gặp lắm. Ngon lành anh chị ha. Đây, có xài lướt chút xíu bên ngoài chứ còn những cây này xài ngàm nó cứng cực kỳ. Rồi, và nó chắc, khi mà anh chị mình có vặn ốc ở kia nó không có lắt lỏng lẻo, lắt léo đâu. Cây này chốt cho em mã số là 35 220 36. Em lên một cây búa của hãng KTC. Dòng này búa bi của KTC size lớn ha. Phần cán còn liền lạc chị, cán còn liền lạc, trên này có chữ Japan ha. Phần thân mạ còn bóng, còn sáng, chưa có bị chóc mạ gì hết.
Đây là phần đầu búa nha chị em. Đầu búa này hàng kéo có xà lướt. Đầu thì cũng có vài cái vết chấm sơ nhưng mà không có bị bể bị dập ha. Láng o này. Đây đầu bi anh chị có một cái vết thẹo. Đó, một vết thẹo nhỏ. Rồi KTC ha, anh chị mình cứ tìm KTC PH 68 gạch 344 sẽ ra thông tin trên này. Chân nặng. Có vết thẹo thôi chứ anh chị mình xài những cái này bền. Nếu mà anh chị mình cần xài một cây búa bi nặng khoảng là 950g thì mình mua cây này ha. Cây này nặng là 950g gần 1kg. Chiều dài phần cán búa là khoảng 34cm. Chiều dài phần đầu búa là tầm khoảng là 11.5. Đường kính đầu đóng tầm khoảng là 3.5 ha. Anh chị nhìn thấy cái bóng, cái thép của nó rất là bóng nè. Cái sự liên kết của thép rất là cứng ha. Nên là anh chị mình thấy nó không có bị dột dột mà nó bột thép đâu. Thép nó bột đâu. Thép rất là cứng. Rồi. Nặng là khoảng 950g ha. Một cây KTC búa bi PH 68 gạch 344 chốt cho em mã 36 giá là 350. Nặng khoảng 950g ha. Em lên mã 37. 37 là một chiếc eto bằng thép ha, eto bằng thép. Thường thường những dòng này là dòng gọi là DIY anh chị. Nên là nó không có phần chữ đâu. Nhưng mà anh chị mình thấy cây này còn rất là đẹp à, nguyên khối bằng thép luôn ha. Bằng thép à. Những cái vết mà xuất phay mà phay tròn tròn cắt thép vẫn còn di nguyên này. Những chi tiết này cực kỳ chính xác ha. Góc cạnh chi tiết cực kỳ chính xác anh chị mình thấy này. Và cái đe này thì cái eto này anh chị mình thấy ngàm không có bị cấn dập ha, ngàm thẳng tắp ngon lành. Thì cái này mình về mình đóng với cái bàn ha. Anh chị mình đóng với cái bàn gỗ bốn cái lỗ để anh chị mình đóng những cây cái con bu lông như này. Rồi giờ em sẽ xoay hết để anh chị mình kẹp được bao nhiêu ha. Cái này thì chắc là mình làm những cái công việc nhỏ nhỏ trên bàn ha, hoặc là trong phòng thì mình sẽ xài cái này. Có một cái ngàm tròn để mình kẹp những cái chi tiết hình tròn này ha, những cái ống hình tròn, ống sắt hình tròn á. Còn lại là mình sẽ kẹp những cái vật nó hình vuông, hình chữ nhật thì nó sẽ là cái bần đần đầu bằng như thế này. Và rất là đẹp nên chị ăn không có bị cấn dập hết ha, ngon lành. Bằng thép nguyên tất hết tất cả bằng thép luôn. Ngàm là khoảng 3.4 nha chị ăn, ngàm tầm khoảng là 3.4 và mở ngàm là khoảng 2.9 cm ha, 2.9 cm. Chiều dài tầm khoảng là 11.6 này. Chiều rộng ra khoảng 8 cm ha. Rồi em sẽ cân nặng. Cân nặng của cây eto thép này là khoảng 1kg nha chị ăn, hơn 1kg, nó tầm khoảng 1.50 kg ạ. Rồi chốt cho em mã 37 một chiếc eto thép ha, mã số 37 giá là 700. Em lên mã số 38. 38 là một cây cần vặn đầu 3/8. Cây này thì không thấy tên hãng nha chị em, không thấy tên hãng nhưng mà thấy chất lượng của nó cũng tốt này. Và đặc biệt răng này, răng nhuyễn giống như không răng á. Khi mà lép ra thì mình đảo chiều bằng cách là mình lật nha chị em, lật như thế này thôi. Cây này thì còn đẹp nha chị, láng o này ha, láng o này đó. Lép ra mình đảo chiều hoang, cái khung nó bằng thép hay là bằng đồng anh chị, nên là thấy nó màu nó vàng vàng hơn so với các chỗ khác ha. Lép ra thì mình đảo chiều bằng cách là mình bẫy cái này lên ha. Lớp răng đen còn di nguyên này, đầu nó cũng khá tinh xảo anh chị. Rồi răng đặc biệt nó giống như là răng nhuyễn ha, chỉ cần mình lắc một chút xíu là mình sẽ qua rồi. Thích hợp cho anh chị mình làm ở trong những cái việc mà trong những góc kẹp mà cái khe nó tầm khoảng cỡ này ha, mình chỉ lắc nhẹ như thế này thôi chứ mình không có góc hẹp ha. Còn nếu mà ở trong những cái góc mà nó cái khoảng không nó rộng như thế này thì mình xài những cây khác mình lắc được. Còn đối với cây này thì mình cái khe hẹp nó tầm ngay là anh chị mình có thể mình lắc từ từ mình mở ốc được rồi ha. Đây anh chị mình thấy nè, nó gọi là răng nhuyễn luôn đó anh chị, nhanh riện răng nhuyễn mà không răng luôn đó. Đây ha, răng nhuyễn không răng luôn. Mình đảo chiều bằng cách là mình bấm như thế này nha chị ha. Cây này thì có chữ left right ha, còn ngoài ra thì không có chữ. Nhưng mà thấy chất lượng của nó cũng khá tốt, ngàm răng gì đó là còn đẹp nè. Chiều dài cây 3/8 này tầm khoảng là 18 cm. Nhưng mà cây này thì chắc giống hàng Đài chứ không phải hàng Trung Quốc đâu nha chị ha. Đẹp ngon lành. Rồi chốt cho em mã số 38 giá là 200. Em lên mã số 39.
39 là một cây tốt dây điện của Vetsel ha. Cây này là tốt hệ B dùm em, mình xài size lớn. Đây, cây này thì da dẻ còn láng đẹp, có mỗi cái phần cá này nó bị rách chút xíu này, về mình có thể đổ keo. Còn lại là lớp sơn màu ghi màu xám vẫn còn này, Vetsel ha. Hệ B cây này thì chỗ cái phần lưỡi cắt này thì đẹp, không có bị rỉ hết ha, hệ B. Mình sẽ tốt dây điện là từ 1 phi 1, 1.6, 2, 2.6 và 3 ha. Cái này thì mình tốt trong gia đình cũng được, hoặc là chị mình có làm nhà xưởng, nhà trọ ha. Đó thì mình tốt những cây này ngon lành. Đó, ok ha chị ha, lưỡi cắt rất là ngon. Rồi, cái này dài tầm khoảng 17 cm, nó chỉ có cấn chỗ này thì mình có thể mình quấn bằng keo điện, hoặc là anh chị mình đổ keo xong mình quấn bằng keo điện cho nó khít lại ha. Chốt cho em mã số là 39, giá 300. Em lên mã số 40. Đây là một cây tuốt dây điện ha. Cây này hàng của Nhật nha chị ha. Cây này thì thiết kế của nó giống như hàng của Mỹ, nhưng mà cây này là hàng của Nhật ha. Cái thiết kế của cái càng này nó giống như hàng của Mỹ, nhưng mà cây này là hàng của Nhật. Phần cán còn liền lạc nha chị ha. Phần cán còn liền lạc Make in Japan này. Đây, cây này thì những con ốc anh chị mình thấy nó còn rất là sáng, sáng đẹp. Đây, ngàm cây này thì anh chị mình mở rất là nhiều size. Không biết cái này là mở cái size bao nhiêu. Anh chị mình có thể mình đọc thông số đây dùm em ha. 5, không biết đọc chỗ gì luôn. Rồi, mình có thể mình xem chỗ này dùm em ha. To nhất chỗ này là 2 này, to nhất chỗ này là 3.2 này. 3.2 thì bằng lỗ bên này nha anh chị em. Bên này 2, 4, 5 lỗ, bên này 2, 4, 5, 6 lỗ, bên này nhiều hơn một lỗ ha. To nhất cũng là 3.2, mà lỗ nhỏ nhất thì kia 1 chấm ha. 1 chấm thì bên này nó chắc nó nhỏ hơn, nó tầm khoảng 0.5 là cái lỗ tí bên này này, còn lỗ chỗ này tầm khoảng 1 này ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 18 cm nha chị em. Giờ em cũng tuốt thử cho anh chị mình xem lỗ thứ hai ha, ngon lành đấy chị. Ok ha. Đó, cái này bỏ qua lỗ số 1 luôn rồi. À, chắc lỗ số 3 quá. Lỗ số 3 nha chị ăn. Em bỏ nhầm như lỗ số 2 này. Đó, lỗ số 3 ngon lành nha. Bỏ nhầm lỗ thì nó tuốt, nó làm đứt dây điện chứ không có gì hết ha. Đó, số 2 ok, số 3 ok đấy chị. Rồi, cái này chốt giùm em mã số là 40, giá là 320 ha. Đẹp, da dẻ láng mịn, không bị rỗ rỉ hết. Mã số 40, giá là 320. Em lên mã 41. 41 là em lên 4 cây hàn xì ha. 4 cây hàn xì, hàn chì, hàn thiết gì đấy. Đây 41, 4 cây. Thì 4 cây này hoạt động bình thường nha chị ạ. Hai cây này thì hôm qua bên em có yoga được, hai cây mà cái đầu nó to mình yoga được rồi. Đây cây nhỏ này này. Đó, cây này yoga được này. Hai cây này yoga được nha anh chị ăn. Còn hai cái đầu này hình như là bình ga Nhật mình mới vô được nè. Còn hai này bình ga to là em lấy bình ga Việt Nam em lê vô được rồi. Và có thử lửa ở đây ha. Thì đặc biệt những cây này mình xài khi mà anh chị mình có đi lên những cái chỗ mà mình không cắm dây điện trực tiếp được á, thì mình sẽ xài hàn bằng ga ha, hàn chì bằng ga. Rồi anh chị chỗ này thì nó còn ga này. Về thì anh chị mình sẽ xì ha, anh chị mình có thể nghe thấy tiếng nó xì ra. Đó, anh chị mình nghe tiếng nó xì ra, nó xì ra chỗ này thì mình mùi lửa vô đây nó sẽ cháy ha. Đó. Này không có quẹt đâu, bật thử anh chị mình xem luôn. Còn hai cây này thì không có yoga bình ga Việt Nam được nha anh chị ha, nên là mình về mình thử cái nào thì mình thử ha. Tất cả nó còn rất là mới nè. Đó. Ngon lành. Này đầu nó đầu tròn tròn như thế này nha anh chị ha. Yoga mình xài thôi. Chiều dài tầm khoảng là 16.5. Chiều dài cây này tầm khoảng là 15.5 ha. Cây này là tầm khoảng là 17 hơn. Rồi cây này là dài nhất tầm khoảng là gần 19 cm. Này. Tem cái phần sơn nó còn nên chị mình thấy nó còn độ mới còn cao ha, không sợ bị xì anh chị. Ngon lành này. Rồi chốt cho em mã số 41, giá là 750, 4 cây ha. Em lên mã số 42. 42 là combo gồm có 3 cây đục ha, 3 cây đục gỗ.
cây này đục trái bầu này, trái hồ lô này ha, đục trái hồ lô, mã số là 343. Bốn mươi hai ha. Bộ này thì hàng xài lướt thôi chị ha, gần như là có cây này thì có xài này, nó cũng có xài lướt này, còn cây này, hai cây này là gần như chưa xài này. Đây đó, đục này thì đục 9 ly anh chị ăn, đục này đục 6 ly này, đục này đục một phân mấy đây. Nói chung là ba bộ ba cây này thì có hai cây này là hàng còn gần như là chưa sử dụng ha, có cây này thì hàng xà lướt này, đục trái bầu trái bí này thì anh chị mình rèn thủ công, cây đục này anh chị mình mua mới nó cũng tầm khoảng 400-500 một cây rồi, còn những cái cây này anh chị mình mua vô nó cũng tầm khoảng là 200 mấy một cây ha, cây này tầm khoảng 300 mấy này, là bộ này hàng xà lướt còn đẹp, rất là xịn luôn chị. Đó, ngon lành, quá đẹp luôn ha. Rồi, nói chung bộ này là mềm rồi ha, rất là mềm luôn rồi. Dài tầm khoảng là 22 xăng nha chị ăn, chiều dài tầm khoảng là 22 xăng. Đục lớn nhất là bản rộng tầm khoảng là 2/4. Đục rất là lớn anh chị nha, 2/4 ha. Cây thứ hai là 9 ly dùm em, và cây này là 6 ly ha. Cây 6 ly này là chưa xài nữa này, 6 ly với lại 9 ly là chưa xài nữa này. Rồi chốt dùm em mã số 42, giá là 250 ha. Em lên mã số 43. Là combo gồm có hai cái lưỡi cưa thủ công nha chị em, hai lưỡi cưa mộng thủ công logo khắc chìm này, từng nét ha, khắc từng nét thủ công luôn. Rồi cái này chốt cho em mã số 43. Đây, nhìn cái nó cũng khác biệt ha, cái lưỡi này là chưa xài nha chị em, bên này là răng dày, bên này là răng thưa, răng là đều tăm tắp hết này. Đó, anh chị mình có thể mình bao lại ha, mình dừng lại mình xem. Đây, rất là dày dặn đẹp. Logo là chữ khắc chìm từng nét ha. Lưỡi sử dụng tầm khoảng là 24 xăng nha chị ăn. Rồi, thì kèm theo cho anh chị là một cái vỏ bằng vải, và vỏ này thì có 5 ngăn. Mình về thì mình có thể mình bỏ thêm những cái cưa mộng khác ha. Cây này cũng là hàng Zozip nội địa Nhật, logo khắc chìm nha anh chị. Đó, rất là ít gặp những cây mà hàng thủ công như thế này. Đây, tên nhãn đầy đủ ha. Cây này thì mình có thể mình thay ha, mình thay cái phần cán hồi nãy á, anh chị mình có thể mình xài cây này. Cây này thì chắc là hàng xà lướt này, do để nó hơi có bị ẩm nước thôi, chứ còn răng anh chị mình thấy rất là đều ha, và bén cực kỳ. Bên này là răng dày ha, bên này là răng thưa ha, bên này là răng dày. Đó, cái răng bén cực kỳ anh chị. Nó ố chút thôi. Đó, nếu mà anh chị nào mà mình gọi là mình sưu tầm á, những cây cưa mà cưa mộng hàng thủ công như thế này thì anh chị mình nhìn vô là mình thấy ha. Hàng này rất là xịn, không phải dòng công nghiệp ha. Rồi. Phần cán anh chị 270. 270 thì phần lưỡi bên này tầm khoảng là 24 xăng ha, và chiều dài tổng thể là khoảng 54 xăng anh chị ăn. Kèm theo anh chị một cái vỏ bằng vải, và mình để được 5 ngăn ha. Mình về mình có thể mình giặt sơ qua cái. Rồi combo này chốt giùm em mã số 43, giá 250. Hai cây lưỡi cưa thủ công ha, và một cái vỏ. 43 anh chị ăn, 43 250. Em lên mã số 44. 44 là một cây kéo tỉa hàng rào ha. Cái này thì anh chị mình tỉa lá này, hoặc là anh chị mình tỉa bông bụt này, hàng rào bông bụt, hàng rào cây xanh cũng được. Phần cán thì bằng nhôm, có ốp ở dưới là có bọc bằng nhựa ha. Cầm cái này thì nó có một cái độ nhám, không sợ nó bị trượt tay. Thân chỗ này bằng nhôm anh chị em. Tem nhãn thì còn này. Cái màu sơn màu nâu còn anh chị em. Đó, này chốt giùm em mã số 44 ha. Đây, cây này thì mình thích hợp để mình tỉa lá này, mình tỉa những cái hàng rào phù hợp hơn ha. Ốc rồi mình có thể mình, cây này của hãng Evalue của Nhật đây chị, Evalue của Nhật đây ha, Evalue của Nhật đó. Rồi, đây thân nhôm ha, thân bằng nhôm, ở dưới này là thép có rỉ ha, khi xài thì mình bảo quản kỹ giùm em, nó hơi có bị chóc cái mạ chút, nhưng mà cây này thì lưỡi còn đẹp, bén cực kỳ, lưỡi rất là bén anh chị. Ốc rời mình có thể mình mở ra mình mài lại. Cây này thì mình có thể mình lấy về mình lấy đá mình chà cho nó bóng thôi, chứ còn mình thích nó đẹp thì mình lấy đá mình chà cho nó bóng thôi anh chị ăn, chứ còn lưỡi này là zin đẹp này, bén cực kỳ. Chứ em muốn giấy
test cho chị mình xem luôn ha. Cái này thích hợp mình tỉa, mình tỉa hàng rào á, chắc phải lấy giấy bự đây. Đây nó bé và bén nha chị ha. Nó rất là bén rồi nha anh chị. Tại đồ trên ở trên khi mà anh chị mình cháu nhặt nó, khi mà anh chị mình nghiến lại nó có một cái độ hở, để khi anh chị mình nghiến tới đâu này thì nó sát cái lưỡi nó lại với nhau để mình cắt ha. Đó, ngon lành. Bén rồi nha anh chị nha, rất là bén rồi nha. Anh chị mình thấy cái phần này là nó bị tróc mạ, cái lớp mạ chrome bên ngoài để kháng rỉ thôi. Chứ còn anh chị mình xài bình thường. Đó, nó giống như là ARS và những cái kéo như thế này anh chị. Họ mạ một lớp chrome bên ngoài để anh chị mình xài nó kháng rỉ ha. Đó, cái này thì nó hơi có, để bãi thì nó bị hơi bị ẩm nước chút thôi, và bên em spa thì nó hơi có bị tróc mạ chút thôi, chứ còn lưỡi là di nguyên. Lưỡi là bén cực kỳ và phun lưỡi này. Đó. Phần lưỡi sử dụng anh chị mình xài là 14 xăng ha, và chiều dài tổng thể cây kéo này là khoảng 62 xăng. Rồi chốt giùm em mà cây này một cây tỉa hàng rào mã số là 44, giá là 280 ha. Nguyên tổng thể như thế này nha anh chị ha. 44 280. Em lên mã 45. 45 là một cây rửa móc ha. Hàng rèn thủ công của Nhật 45. Đó. Cây này thì thích hợp để anh chị mình làm vườn. Ván hai mặt tay trái tay phải đều xài được ha. Những cái vết xước này, cây này thì phun lưỡi đẹp nên chị ha, lưỡi còn rất là đầy đủ, bén cực kỳ. Về mình có thể mình làm cái bao vải hoặc là bao da ha. Đó, nó rất là bén anh chị, nó xốc cho tay này rất là dễ tay ha. Đó, ngon lành. Anh chị thấy lớp ram đen còn nguyên ha, chữ Nhật hoàn chỉnh này, hàng rèn thủ công, sống dao còn đẹp chi nguyên ha, rất là đẹp luôn. Cán thì cuốn dây thừng rồi, về mình xài thôi. Cây này thì về chị việc xài thôi. Cây này anh chị mình đi rừng đi rẫy mình phát cành cây lớn được. Cái này anh chị mình có thể mình chặt cây trúc được ha, cây trúc, cây tre gì cũng được này. Đó. Rất là đẹp luôn, mới. Hàng rèn thủ công, logo khắc chìm này. Bén cực kỳ luôn. Hai lớp thép tay trái tay phải đều xài được nha anh chị. À quên, hai vát hai mặt tay trái tay phải đều xài được ha. Lưỡi sử dụng là 15.5. Bản rộng chỗ này tầm khoảng là 4.8 ha, 4.8, 4.9 này, 5 chấm này, à 4.9 ha. Độ dày chỗ này là khoảng là 6 ly anh chị ha, bên ngoài thì nó cũng tầm khoảng là, bên ngoài nó cũng tầm khoảng là 4 ly hơn ha, 4 ly hơn. Rất là dày, cân nặng. Cân nặng là khoảng 540 gram anh chị ha, cây này chốt giùm em mã số là 45, giá là 370 ha. Cây này rất là ngon, hàng thủ công. Em lên mã số 46. 46, 47 ha. 46 là một cây anh chị mình bào củ. Hàng cây này thì không có chữ, nhưng mà trong lô đồ bếp hàng Nhật về nha anh chị ha. Hàng này hàng siêu thị về. Nguyên này nguyên khối rất là dày này. Chiều dài tầm khoảng là 12.5 xăng. Cây này chốt cho em mã 46, 80 ngàn. Đây anh chị mình thấy xài rất là ngon, ngon lành ha, và bén, cái độ giữ bén của nó lâu nữa. Đây, cây này chốt cho em mã số là 546, giá là 80.000 ha. 47, cây này hàng của Đức anh chị ha, cây này hàng của Đức và có hai lưỡi. Đặc biệt ở những cây này là anh chị mình tay trái tay phải đều xài được. Trước khi mà anh chị mình tay trái mình muốn tìm một cây dao bào, một cây bào mà bằng tay phải rất là ít gặp, thì giờ anh chị mình có thể mình mua những cây này ha. Cây này thì tay trái tay phải đều xài được hết, mình bào xuống mình bào lên cũng được ha. Đây, tại vì em xài nó cũng không có quen lắm. Đấy, anh chị mình thấy ha, ngon lành. Cái lưỡi ở dưới đây. Đó, tay trái hôm trước thì không ra ha. Rồi, cây này là hàng của Đức nha anh chị ha. Rotary của Đức này, chuẩn Đức ha. Germany, W Germany ha. Rock Ray của Đức. Phần cán là bằng nhựa ha, mình làm móc mình treo lên. Hai lưỡi ngon lành anh chị ha, hai lưỡi ngon lành. Đó, ngon lành ha. Chiều dài là tầm khoảng là 17,5 cm, chốt cho em mã số là 47 anh chị ha, 47, 70 ngàn. Cây này của Đức, cây kia Đúc. 47 ha, 70 ngàn. Rồi em lên mã 48.
4849 ha. 4849 là hai cây để anh chị mình cắt cành cắm bông. Hai cây này thì giống nhau nha anh chị ăn, và độ mới của nó cũng còn rất là mới. Đây anh chị mình thấy logo Đức hai người. Cây này là bao cho anh chị là hàng chuẩn Đức ăn, không phải hàng Đức, hàng giả, hàng nhái ở trên thị trường, mà các loại hàng giả, hàng Đức ở bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà cây này là bao cho anh chị hàng chuẩn Đức ha, hàng chuẩn Đức. Và cây này thì anh chị mình xài nó giống như một cái đe ở dưới, nó bằng nhựa giống như một cái đe để anh chị mình cắt cành cắm bông á. Hoặc là anh chị mình cắt cành bonsai gì cũng được. Mà cây này thì thích hợp cho anh chị mình, các chị các cô ở nhà mình hay cắm hoa mùng 1, 15 á thì mình xài cây này ha. Nó không rỉ nên là mình xài mình dễ bảo quản á. Và cái ở dưới nó giống như một cái te để anh chị mình cắt cành nó đỡ ở dưới này. Cái này dài khoảng 15.5 cm. Đây em cũng có cắt thử cho anh chị mình xem luôn ha. Đó, nếu mà mình cắt cành thì mình cắm bông á, anh chị mình thấy nó. Inox của Đức ha. Các dòng inox của Đức thì anh chị mình biết rồi, xài rất là ngon, từ dao cho tới những cây tuôn của Victor Inox thì anh chị mình xài cái này ha. Đây, lưỡi cái này rất là mới, rất là đẹp anh chị, láng o thẳng tắp này. Rồi cây này chốt cho em mã số 48200 ha. Em lên mã 49. Cây này là 180 ha, cây này cũng giống không khác gì hết đâu. 49. Nên cái này anh chị mình cho các chị, các cô, các bà ở nhà mình hay cắm bông rằm mùng 1, 15 gì đó là những cây này ngon lành này. Đó. Cái khóa cái chốt ở trên này nha anh chị em, mình sẽ bấm xuống như này. Rồi em mở ra. Đây. Về file xuất dọc xuất xưởng vẫn còn ha, bén cực kỳ. Rồi em sẽ bấm cho anh chị mình xem. Đây. Cái này anh chị mình cắt cắm bông, cắt chéo chéo như thế này ngon lành. Ok ha. Bén cực kỳ anh chị. Xài xong thì anh chị mình lau dầu để anh chị mình khử những cái nhựa cây đi giùm em ha. Đó, dù thép là thép không rỉ nhưng mà khi mà bám dơ vào nó cũng là tác nhân để mà gây rỉ ha. Chiều dài khoảng 15.5, cây này chốt giùm em mã số 49, giá là 180 ha. Em lên mã 50. 50, 51 là hai cây kéo tỉa mạ kháng rỉ ha, kéo tỉa dăm. Thì 50, 51 hai cây này thì cũng giống nhau hết, tương đương nhau hết nha anh chị ạ, nên là 180 cây. Đó. Thép là thép ha chrome này ha, chất chrome cứng cáp. Thì bên ngoài họ mạ cho anh chị một lớp chrome để kháng rỉ ha. Khi xài xong thì mình cũng lau những cái nhựa cây giùm em. Hàng này có logo con cá sấu của hãng ARS này. Đó, ok ha. Hàng xài lướt thôi. Lưỡi còn bén đẹp cực kỳ. Ok ha. Đó. Chị đợi em xíu ha. Alo. Gì? Quay đi. Ấn con hay sao? Được. Được. Rồi. Rồi. Cái này thì nó cũng tương đương nhau hết nha anh chị ăn. Và anh chị mình mua mới nó tầm khoảng là 500 một cây chứ không có rẻ ha. Nhưng mà hai cây này cũng còn rất là mới nè. Đó. Cái này mình cắt cành bonsai ha. Này em không có test ha. Test mất công nó dính dơ thì không vấn đề gì, tại vì cái lưỡi nó còn đẹp. Chiều dài là 16 cm. Đây. Ngon lành ha. Chiều dài 16 cm nha anh chị ha. Hai cây kéo tỉa dăm mạ kháng rỉ của hãng ARS, mã số 50 51 đều 180 cây. Em lên mã số 52. 52 là một cây kéo bướm đúc của hãng Okatsune dòng ốc rời ha, mình có thể mình mở ra đặc trưng của Okatsune, cây này là cây kéo đúc nè. Đó. Những cây này anh chị mình mua mới nó tầm khoảng hơn 1 triệu một cây ha. Cây này thì bản nó cũng còn đầy đủ, còn đẹp. Lưỡi khít đẹp này. Ok ha. Da dẻ cũng còn lá ngang, mình thích bóng thì mình về mình chà nhám thêm nó bóng thôi. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn, ngon lành. Cây kéo đúc của Okatsune. Chiều dài 21 cm hơn thì mình có thể mình tỉa cành hoặc là anh chị mình cắt lá cắm cắt chi dăm gì cũng được ha. Thì những cây này mình thích nó bóng thì mình về mình lấy nhám nước mình nhấp nước, hoặc là mình chà nhám nước mình chà, hoặc là nhám mịn đó ha, hoặc là anh chị mình có đá mịn, đá mài mài nước đá mịn đó thì mình về mình chà cũng được ha. Nó sẽ bóng bóng những cái chỗ mà nó hơi có ố nhăm nhăm chút xíu, nó lố chút này. Đó. Rồi chốt cho em mã 52, giá là 400. 53.
Em lên một cây cưa của Gomboy ha. Cây này là size 21 cm. Cây này thì hàng xà lướt còn đẹp anh chị. Đây, láng o đẹp này. Đây, lưỡi 21 cm ha. Răng rất là đều anh chị ha. Những cây cưa Gomboy này thì logo khắc chìm dòng nội địa Nhật này, bén cực kỳ anh chị, xài còn ngon. Cây này hàng xà lướt thì còn khá là mới luôn. Mã số 53-208 ha. 54, em lên một cây kéo bướm đúc ha. 54. Rồi cây này chiều dài phần lưỡi sử dụng là khoảng 5.5 và dài tổng thể là khoảng là gần 19 cm anh chị ha. Logo khắc chìm dòng nội địa Nhật đây ha. Đó. Rồi phần lưỡi kéo thì anh chị mình thấy nó cũng còn thẳng đẹp, không có bị gì hết nè. Đây. Ok ha. Bén cực kỳ nha anh chị ha. Những cây kéo này mình dùng hai lớp thép này phun lưỡi ha. Thì nó có vàng vàng đen đen thì mình về mình chà nhám thêm cho nó bóng đẹp hơn, chứ còn hai lớp thép này thì anh chị mình chà đá nó sẽ tách vân lên đẹp ha. Đó, bên em làm thì còn một cái bước mà tách vân là anh chị mình thấy bóng đẹp hơn chứ không vấn đề gì hết ha. Bén cực kỳ. Đá bén rồi ha. Còn anh chị mình muốn mà gọi là bén không ba vi thì mình chà thêm đá mịn chút xíu là được. Đó, rất là bén này nè. Rất là rám tay rồi. Rồi mã số 54-220. 55. Cây này là một cây kéo bướm của hãng Senkichi của Nhật ha. Senkichi thì anh chị mình hay gặp những cây kéo cắt cành Senkichi, thì chị mình thấy rồi ha. Rồi dòng này là rèn thủ công vân xước dọc này. Cây này là lưỡi đẹp anh chị ha, lưỡi thẳng tắp đẹp luôn. Vân xước dọc xuất xưởng vẫn còn này ha. Chiều dài cây kéo này là tầm khoảng là cũng gần 19 cm anh chị ha. Chốt giùm em mã số là 55, giá là 250 ha. 56. Cây này ha, một cây này là rèn thủ công của Nhật luôn. Đây, tên hãng cái gì Zero này anh chị ha. Đối với những cây dao mà gọi là Zero của bên Nhật, anh chị mình thấy họ làm gọi là hàng đó là nó gần như là Shige vậy đó. Hãng đó rất là xịn ha. Rồi cây này bén cực kỳ anh chị nha. Hai lớp thép này. Đây. Ngon lành. Đó, ngon lành ha, hai lớp thép. Cây này lưỡi dài nha anh chị. Cái này thì mỏ, cái phần đầu trên này thì em có chỉnh sửa chút xíu ha. Nhưng mà cái này thì phần lưỡi rất là dài. Dòng này dòng kéo bướm lưỡi dài. Chiều dài phần lưỡi là khoảng 6 cm ha. Và dài tổng thể là 19.5 cm. Cái này bén cực kỳ. Đây anh chị mình thấy lưỡi thẳng tăm tắp này. Đó, ngon lành ha. Không có bị rỗ rỉ gì hết. Đây, ngon lành nha. Cái này rất là bén luôn. Rồi. 56-260 cho anh chị ha. Em lên mã 57. 57 58 ha. 57 58 thì hai đây là hai cây nhíp thép không rỉ. Dòng này có chữ stainless steel không rỉ ha. Thường thường những cây này là của Nhật hết anh chị ha, và hai cây này nó còn rất là mới. Nếu anh chị mình mua một cây mà nhíp mới nó cũng tầm khoảng 300.000 ha, và hai cây này thì nó gần như là mới chứ không vấn đề gì hết à. Hai cái đầu nó đẹp keng này. Ok ha. Đó, ngon lành. Chiều dài nhíp này thì anh chị mình dùng để mình gắp những cái rễ cây, hoặc là anh chị mình gắp cái ở trong gốc cây, hoặc là gắp sâu gắp lá, hoặc là tạo rễ gì đó thì mình xài cây này ha. Chiều dài nó tầm khoảng là 20.5 cm. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 57 ha. 101. 58 cũng chọn 101 luôn ha. Anh chị mình có thể mình lấy nguyên cặp luôn cũng được. 58. Rồi. 59. Cây này cũng dòng thép không rỉ ha. Cây này thì hàng có xà lướt thôi, nhưng mà nó cũng còn full đẹp này. Đây, ok ha. Thép không rỉ nha chị ha. Bên ngoài thì họ phủ một lớp sơn để nó nhìn nó lạ lạ thôi, chứ còn không vấn đề gì hết. Hàng xà lướt cây này còn đẹp này. Ngon lành, nhíp ngon lành nha chị. Chiều dài cây này tầm khoảng là 21 cm ha. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 59, giá là 100. Và họ sơn lớp sơn màu đen lên chị, chứ còn dòng này cũng dòng là thép không rỉ ha. Đó. Rồi, mã số 59, giá 160. Em lên một cây đục dũng. Đối với những dòng đục dũng bên chị mình mua mới nó cũng tầm khoảng là 900 triệu cây này. Đây, đục dũng hàng chuẩn Nhật này. Cây này thì hàng xài lướt thôi anh chị ha. Không có bị dấu đóng dấu dập nhiều. Lưỡi rất là dài ha, cái bản nó còn đầy đủ. Đục dũng hai lớp thép, cây này thì mình dùng để mình gọt thẹo bonsai.
chiều dài tầm khoảng là 21.5 xăng ha. 21.5 đối đục dũng là cây này thì hàng xài lướt thôi nha chị ăn. Nó là bản còn đầy đủ, cái độ dài nó còn đầy đủ nè. Rồi cây này là đục 6 ly dùm em ha, tầm khoảng 6 ly rưỡi. Đục dũng 6 ly rưỡi hàng Nhật mã số 60, giá là 250. 61 ha. Em lên một cây cạp rễ. Cây này là hàng mới chưa xài của Nhật luôn ha. Cây này thì đặc biệt cạp rễ mà có lò xo trợ lực nè, mình chỉ việc bóp vô thôi ha. Rồi, trên này có chữ tre mắt và có cái dòng cốt bằng có số 7 sau cùng đó anh chị ha. Có dòng cốt mà họ xóa mờ đi rồi. Chữ Nhật nội địa này ha. Cây này thì mình dùng để mình cạp rễ bonsai anh chị ha, đầu mới chưa xài. Cái phần keo xuất xưởng còn di nguyên này, về mình có thể mình cạy mình spa ra ha. Chiều dài khoảng là 18.5 xăng. Thường thường những cây cạp này thì nếu mà mình mua trực tiếp bên Nhật ông tầm khoảng hơn 1 triệu một cây rồi. Lưỡi sử dụng là 1.5 xăng. Cây này chốt giùm em mã số 61, hàng mới di nguyên chưa sử dụng nha. Mã 61, giá là 350. 62. Em lên một cây cắt kẽm. Dòng này đó là giống Mikisio của Nhật nha chị ăn. Cây này rất là giống Mikisio của Nhật ha. Đó, dòng này dòng thủ công. Lưỡi zin nguyên này anh chị này. Lưỡi zin cái ram đen nó còn zin nguyên năng, khít rịch, không có bị hở sáng gì hết. Đây, đầu zin nguyên năng, không có mài dũa gì hết nha anh chị. Logo khắc chìm này, anh chị mình có thể mình tìm tên hãng này ra giùm em ha. Đối với các dòng là hiện nay thì có một số dòng mới ở bên Nhật hay giá mà anh chị mình nhập về, dòng đó là dòng cũng phổ thông, cũng là hàng thủ công bên Nhật thì nó cũng tầm khoảng là 1,5 triệu rồi ha. Còn cây này thì anh chị mình thấy nó rất là đẹp luôn. Cái này nó cũng gần như là tương đương với Mickey anh chị ăn. Rồi, 1,5 triệu là đối với cây của hãng gì em cũng hơi quên này, như là Kikuwa gì đó, Kikuwa gì đó ha. Là mấy chị mình mua vô nó tầm khoảng là 1,5 triệu một cây rồi. Cây này là đẹp keng luôn. Chiều dài tầm khoảng là 21.5 xăng ha. Đó, dòng này quá đẹp anh chị. Ở chốt cho em mã 62, giá 850 ha. Giá này chắc tầm khoảng phần 3 giá mới thôi. Rồi cây này chốt giùm em mã 62, 850. Em lên mã số 63. 63 là một cây kéo cắt cành ha. Cây này là dài 21 xăng anh chị em. Dòng này dòng thép làm dao kéo đặc biệt của Nhật này, trên này ha. Và cây này là của hãng Onotetsu ha, cán đỏ vàng đặc trưng và chiều dài cây này là 21 xăng, sản xuất tại Nhật nha chị. Có những cái tiêu chuẩn của Nhật đây chị ha. Đó, anh chị mình có thể mình chụp màn hình rồi mình dùng Google dịch ha. Đó, 21 xăng sẽ tăng thêm, thường thường xài size 20 xăng này thì sẽ tăng thêm 10 xăng ha, để anh chị mình cắt được những cái cành nó lớn hơn chút và có lò xo trợ lực này. Dáng này dáng nó gù nha chị ha. Trên này có khắc chìm chữ Made in Japan ha. Bao cho anh chị là hàng chuẩn Nhật 100% ha. Đối với hàng mới này thì anh chị mình đi cho tặng nó cũng có giá trị nữa. Nhìn nó cũng đẹp. Đẹp ha. Nhìn nó đẹp và nó cũng sang trọng. Mình tặng đối tác bạn bè này kia cũng nhìn rất là đẹp. Hoặc là ông bà, cha mẹ ở nhà mình có làm vườn á, mình xài những cây này mình cho tặng cũng được. Chiều dài khoảng là 21 xăng hơn ha. Nó tầm khoảng 21,5 này. Đối với dòng này thì cái lưỡi của nó sẽ dày hơn dòng Ono Okatsune cán đậm trắng đỏ nha chị em. Thì Okatsune thì cái bản này nó sẽ mỏng hơn để mình cắt những cái cành nó nhỏ hơn. Thì cây nào nó cũng có một cái chức năng và cái độ phù hợp. Cây nhỏ thì mình cắt cành nhỏ. Đối với những vườn cây mà mình cắt cái cành nhỏ ha. Còn cây này cây lớn thì mình cắt cái cành nó to hơn chút. Đó. Thì nó sẽ đỡ cái lực mình cắt hơn, mình không phải gồng sức hơn ha. Còn lưỡi là cũng Okatsune hay là Onotetsu này thì cái chất lượng thép của nó thì nó cũng tương đương nhau hết nha anh chị em. Made in Japan, nó cùng một lò ở một cái làng nghề của Nhật ra ha. Đây, Made in Japan. Rồi cây này chốt cho em mã số theo 63, giá là 500 ha. 63 500, dài 21 xăng của hãng Onotetsu của Nhật. Em lên mã số 64 là một cây kéo tỉa ha. Kéo tỉa dăm, chia dăm, tỉa chồi, tỉa lá gì đó.
64. Cây này là dòng Y5 ha. Và cây này là của hãng Mikisio nha anh chị em, của hãng Mikisio, và dòng này dòng sản phẩm Kanesio. Đây. Chỗ này anh chị em có chữ Miki chỗ này. Đây. Hàng mới chưa xài ha, có mộc chữ nội địa Nhật khắc chìm đây anh chị em. Y5. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20 xăng hơn nha anh chị em, 20 xăng hơn, hàng mới chưa xài. Thì anh chị mình sử dụng cặp 63, 64 này là cũng được ha. Kéo cắt cành và kéo tỉa chi dâm là mình có thể mình bộ đôi là mình xài trong bonsai mình làm vườn được rồi. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Make in Japan này. Đó, lưỡi mới chưa xài ha. Cây này dài là 20 cm, bén cực kỳ anh chị ha. Cái này dính bụi thôi ha. Đây logo khắc chìm. Thì có thông tin nha anh chị ha, có thông tin. Dòng hồi nãy là Y5 ha. Y5 ha. Đây, em đang vô trang web Miki. Miki CEO của Nhật đây anh chị. Đây ha, cái logo Miki anh chị mình thấy này. Đây ha, Miki ha. Rồi dòng này là dòng Y5 anh chị ha. Y5 đâu? 19.5 mình đo ra tầm khoảng 20 xăng anh chị, 20 xăng ha. Đó là cái kéo của Miki. Có cái logo chỗ này nha anh chị ha. Rồi ok nha anh chị ha, chuẩn Nhật nha. Bên em bao hàng chuẩn Nhật 100% cho anh chị. Rồi cái này chốt giùm em mã số 64, một cây kéo tỉa dâm dài là 20 cm, dòng Y5 ha. Của hãng Miki ha, của hãng Miki đây, có logo cái tem Miki ở trong này anh chị. 64.420. Em đã lên 64 mã clip số 9 ha. Anh chị mình thích mã nào hoặc là ưng ý mã nào thì mình cứ nhắn tin điện thoại vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Em xin chân thành cảm ơn.